Ê dừng lại dừng lại dừng lại Đừng có lướt nữa Có phải bạn đang tìm kiếm một cái bài đăng Mà liên quan tới cảm xúc của mình đúng không Đúng chưa Vì bạn không thể nói ra và không thể kể Không thể tâm sự cho ai đúng không Sợ người ta đúng không ừ, Đừng sợ tôi Hãy comment những cái gì mà bạn cần muốn nói à Tôi sẽ lắng nghe Tôi sẽ chia sẻ tôi sẽ cảm thông với bạn Được chưa Thêm bạn thì bớt thù Tin tôi đi Đăng ký bấm chuông Ok